Chào cả nhà nha. Hôm nay tiếp tục cuộc hành tình kiếm cá của hai anh em. Hôm nay Minh với Béo đi xuống cái cống ở dưới cái đường kinh ngang này nè. Mấy đứa nhỏ lúc trước nó câu cái tê nhiều lắm. Hôm nay hai anh em xuống đây thử vận may coi có con gì không. Giải kiếm được con hai con đi. Rồi xong thì về nhà làm món ăn thưa giới thiệu cả nhà nha. Tình hình dịch bệnh mà hai anh em chọn những nơi vắng vẻ như chỗ này câu cá nha cả nhà. Chạy anh ta. Có cá không? Không. Có không à? Hôm nay thì tình hình dịch bệnh thì tụi nhỏ nó không có lại đây. Hiện giờ thôi giờ hai anh em xuống đây bắt hôi thử được con nào không? Minh cười cái miệng ghét không? Cười lại cho cô chú coi đi Minh. Cũng dễ thương lắm, hôm nay mặt cũng có da có thịt rồi. Nhưng mà vẫn còn đen, không bao giờ tắn nổi. Có phải lồng gồng nữa con? À rồi chú Khái rồi. Đúng là câu cá là phải chờ đợi ha. Ơi. Cái gì? Từ từ. Hay. Rồi con chạy bến lên. Cái phao này cả nhà. Nó nhúc nhích này cả nhà. Con gì Minh? Đây. À dính cỏ rồi. Được không? Lôi đậu lên. Cỏ ghét không nha. Cái tay gì em anh? Đông. Rồi xách em nó về. Măng thịt. Còn tí nữa coi có con nào không ta. Thôi con ăn đủ rồi. Con hả? Ừ. Bỏ lòng đi. Đi con kinh đồ gọng nó chú ra. Bỏ lòng xe luôn. Rồi hái mới đọt đậu gồng luôn Minh ơi. Nay mình có rau gì mình ăn rau nấy đi. Rau vòng vòng nhà. Đậu gồng nó không có tái gì cả nhà. Giờ hái ngọn ăn luôn. Hái đọt luôn. Ừ, qua đợt này đi rồi xong có tái không có tái tính sao. Mà nghe nói hình như đậu gồng là gió chướng lên nó mới có tái gì á. Nghe nói vậy mà không biết phải không nữa. Không có thì mình ăn đọt. Nè con cắt đại về dạy đây Minh. Trời cái hai chú cháu mình ăn cũng nhiều rau đâu. Mà cũng mình làm cũng cho dĩa rau cho ngon chứ. Lựa hàng rau chất lượng ăn nha con. Rau này là khỏi sợ phân thuốc chứ ta. Con chồng tới không? Chồng tới chừng té kinh á. Té kinh không rồi chú ra chạy lại chú Kha nhận thêm mấy cái nữa. Kìa. Hàng mới cải. Nhà mình có gì mình dùng ấy. Hàng mới gà mình cua nữa. Chắc đi vô rồi xong thôi mình lặt lại bên đó. Hồi nãy chú Khe có hang mới gà quế rồi nữa nè. Đó. Rồi đầu ra con cua. Qua bên kia hái mấy cái đọt dông nữa. Rồi bắt đầu làm ra dĩa rau ngon lành nè. Mình hình như mình còn tay gửi leo vô leo đúng không? Dạ đúng rồi. Hái cho chú Khe mới ớt xanh đó là được à. Cái hơi lên tỉnh cái mình hái mình cắt mấy tép xả nữa. Rồi mình về mình cá tê mình đem mình kho mắm nha Minh. Kho mắm luôn. Ừ. Ngon vậy? Nãy giờ quên giới thiệu cả nhà mình làm món gì. Chút xíu chạy vô xin cục thịt heo nữa. Còn biết có không nữa. Không có thịt heo là mình ăn mắm nữa, mình ăn cá tê không nha Minh. Đúng rồi, cây này là 2-3 năm rồi đó. Đây đủ không chứ nè. Rồi hái đủ mình kho nồi mắm được rồi. Đây có mấy tờ đồ báo thông tin, mấy tên nhà cô Béo nè. Mình lên mình xin của chị Tòng Chanh luôn. Được mấy tái Minh, còn hái được mấy tái, hái được 3 cuốn tái nè. 3 cuốn tái, được rồi. Ừ, cả hai anh em mà ăn đâu nhiều đâu. Đang tái anh mình. Đó. Đây vô luôn chứ nè. Rồi, chức luôn. Ừ. Mình đi xin mà. Cô ta phải của mình đâu. Nhà đây được mấy tái gà nâu nữa nha cả nhà. Đĩa nó hôm nay nè. Đó. Từ từ. Đó, không chưa thấy tái cò à. Giờ thấy tái cà rồi. Rồi hái đi con. 3 tái luôn. Dứt nè. Như đây là hai anh em mình, hai chú cháu mình mệt rồi. Chú Kha nè. Cắt cuốn chú Kha vậy hả? Cắt nó nè. Rồi, lộn. Đúng rồi. Rồi, chào cả nhà nha. Hai hai anh em mình sáng thì đi câu được con cá tê. Rồi xong rồi về nhà xin ở nhà được cây sườn. Tại vì đúng ra tính hai anh em là kho mắm, tính mua phải có ba gậu thì sẽ ngon. Nhưng mà giờ có thịt gì là thịt nấy.
để cho ăn vừa có thịt vừa có cá cho đỡ nghén. Rồi đây là hai anh em kho mắm, rồi ăn lọ ăn ăn cái kho cái nồi kho mắm á, Béo với mình á, có hái được mớ rau vườn. Đây là cây gỗ nè, đây rau thằng cua nè, này đọt đầu gồng nè, cái này đậu bắp cà nâu với mớ rau quế. Rồi gia vị thì Béo chuẩn bị tỏi với sả hơi với ớt hơi phi lên kho nồi mắm cho nó đậm đậm xíu, ăn với rau vậy là xong. Rồi bắt đầu Béo sắc sả với sắc tỏi làm gia vị đậm phi cho nó thơm nha cả nhà. Cái phần này hơi độc phi luôn cho thơm. Béo bầm tỏi với sả chung luôn nha, hơi khẹo lần một chứ Béo không có để riêng. Ớt luôn. Rồi trong thời gian mà Béo làm rau với làm tỏi sả đồ á thì Béo có bỏ mắm vô béo luộc nè, đặng Béo để dành lấy nước còn nấu nha cả nhà. Này chắc hơn 200 gram mắm sáng mua 30.000. Rồi Béo chuẩn bị dĩa rau nha, để lên đây sắp lại cho đẹp ra, nãy chỉ mới rửa thôi, chuẩn bị dĩa cái gỗ rồi. Đấy, cái này cái mẹt mới đúng chứ. Mẹt rau, mẹt rau quả, rau quế, đậu gồng. Đó, dĩa rau của mình đó. Từ cái này để về bên đây cái nha, cắt thêm vài lát cà nâu để trong ăn sống đi. Còn phần còn lại thì mình cắt mình bỏ vô kho. Cắt ăn sống cắt mỏng mỏng. Còn kho thì cắt dày dày. Rồi mưa quá. Đây là phần cà bỏ vô kho nồi kho nha cả nhà. Đậu bắp, bắp chân nguyên tái luôn. Đó, hay non. Đó. Tại mình thấy thấy bắp tí hòn. Bắp non quá ha. Rồi, này đang thôi bỏ vô kho nè. Cho nó rời nhau ra chia tay nha, chứ để hơi dính nồi phần này cá và thịt để chút xíu Béo thèo sơ qua dầu một phút. Thành hình cái tên cho mình coi nè. Cái tên này họ bắt lên nó trắng rồi sao? Cho đem về mận nó đen ta. Đen giống ý chang mình luôn. Quá đẹp. Đây là dĩa thịt nè của mình nè, dĩa đồ bổi nè, này là rau nè. Chưa ngon. Rồi cái này xả ớt với tỏi nữa là xong rồi đó, bắt đầu chuẩn bị nấu cái nồi xong mắm đi chứ. Hồi nãy nó bỏ vô miếng dầu thử rồi cái nó nóng không nè, nóng rồi đó, bắt đầu Béo bỏ dầu vô, Béo phi tỏi với xả với ớt rồi cho nó vàng lên nha cả nhà. Đó, cái lò này nãy giờ đốt nãy giờ này cho nó nóng nóng trước nè, để thử coi thử cho nó nóng không. Chưa nóng dữ. Cà kèo nè, Bé có bỏ vô miếng màu đều cho nó lên màu đẹp, lên xả tỏi thơm không? Cái này Béo làm tỏi với xả hơi nhiều nha cả nhà, cho nó thơm. Béo ngậy cho thằng Minh ăn chảy nước miếng luôn. Trong thời gian chờ đợi tỏi với xả bên đây vàng thì Béo bên đây Béo kèo cái cá tê với thịt cho nó săn đèn bếp, bên đây bếp lo tạo bên đây, gọn bên đây khác nha.
mừng quá. Tỏi với xả vàng rồi, bắt đầu béo cho mắm, mắm hồi nãy béo với mình ấy nè. Rồi, giờ đợi cho mắm sôi lên cái. Chút xíu cái nước này hơi ít cái béo, bỏ một ít nước vô. Dở ra. Ồ, trời, tôm quạt vô mũi mình. Đó. Bắt đầu béo bỏ cá với thịt vô nha. Rồi cá hơi nhiều ha, cá thịt này coi vậy chứ nhiều ạ. À. Nhẹ thôi để văng túng của mình. Túng con thì túng cái nhà hơn. Trời ơi. Văng gắp bỏ vô từ từ. Bỏ cái thịt đi. Để coi nó có tàn thì mình bỏ cái đầu cá ra. Không quá. Đó, đầu luôn rồi. Tự nó tự chạy vô chứ Kha không bỏ vô nha. Bắt đầu niêm nha cả nhà. Rồi. Đẹp quá. Đấy, cái này là nãy béo hồi lúc xào á, là xào thịt với xào cá là bếp có niêm một miếng muối với miếng bột ngọt. Còn giờ bỏ vô đây hầm nãy giờ nó cũng ra nước để niêm thử cho nó ngọt hay là mặn, rồi đầu bé mới niêm cho vừa ăn. Rồi, mắm này cũng có vị ngọt ngọt mặn mặn rồi. Nói chung là cái này mình niêm nhẹ vô cái là được. Mình lợi xét quay cho cả nhà coi nè mình. Đó. Thấy không? Sườn nè, cá nè, bắt đầu béo niêm. Cái này là béo niêm miếng đường, miếng bột ngọt. Bắt đầu mình bỏ cà với đậu bắp vô cuối cùng nha cả nhà. Cái mình để cho nó sôi, cái này cũng không nóng dữ đâu. Hồi nó sôi xì khói. Biết rồi chú Khao mới bỏ vô không? Bỏ xả với ớt, bỏ thêm cho mình ăn cay chơi. Đó, bỏ đậu bắp với cà nâu vô. Rồi, chín rồi đấy cả nhà. Lên dĩa, ở lên bàn thôi. Chuẩn bị coi thành quả của mình coi. Wow, xì khói. Rồi, ngon rồi, cơm mình đây. Ngon không? Ngon quá. Rồi, món kho có hai anh em đã hoàn thành nha cả nhà. Không á. Rau nè. Mắm nè. Thịt nè, cá nè. Rồi, đâu xì khói luôn. Quá tay nóng luôn. Cái nồi đất nó giữ nhiệt chứ nó. Rồi. Hai anh em mời cả nhà ăn cơm tươi cùng hai anh em nha. Mời cả nhà. Rồi, ăn đi Minh. Chắc còn làm tước á. Chắc luôn. Cuối cùng là tước ha. Thử hương vị của chú Kha làm có giống chú Bin không? Nóng không? Từ từ thôi coi. Ngọt. Ăn cái mỏ nhìn thấy ghét không? Nước ngọt ngọt mặn mặn vừa con luôn. Vừa con luôn hả? Vừa. Chứ ăn chơi dở rồi mời ai nấu cho ăn. Biết nó cãi cái gì không? Gỗ. Đúng rồi, Tòng không biết cái gì thôi hư luôn. Ủa sao người ta gọi cái gỗ chú Kha? Ai biết đâu, hỏi chú Kha sao chú Kha biết được. Cái tên nó vậy mà. Ủa. Cái ăn rau, ăn thịt, ăn cá rồi vô. Bây giờ còn được ăn thì cứ việc ăn đi con. Tới hồi nào mà căng quá rồi bắt đầu khi mà bị chốt cửa là bắt đầu là không có được ăn rau, ăn cá, ăn thịt đâu. Nhà có gì ăn nấy á. Quá. Thịt cứng không? Thịt có cứng không? Mềm. Mềm hả? Nãy giờ chú Kha hầm cũng hơi lâu á. Đường mềm tết. Mời cả nhà ăn cơm tươi cùng ba anh em, hai anh em nha. Mời cả nhà. Vô.
cà chua nè, ớ lộn, cà nâu nè, đậu bắp nè. Không quá. Tá ớt nè. Sườn nha cả nhà. Thường thường người ta kho này, người ta kho bằng ba gọi mới ngon. Bây giờ hai anh em không có ba gọi thì hai anh em kho sườn luôn. Này khu mình không có bông súng. Có tí tượng kèo nèo rồi mấy cái này mới ngon mà. Thôi không có mình ăn cái rau này đỡ. Càng cua. Còn nóng luôn là mà mình nhúng cái nó béo luôn là mình. Không xì khó luôn là cả nhà. Chào ta gọi càng cua chú Kha. Nữa con hỏi chú Kha mấy câu tả đời chú Kha tả đời không được không. Có chỗ người ta kêu bằng rau tiêu, chắc là cái hộp giống hộp tiêu hơn. Ở chỗ kia bằng rau bằng cua, cái mẹ sướng cái tê của mình rồi, con sâu hay quá, cái tê đó nha, rồi thì khói nè, nè, giống như trên cục hang mà hang khói vậy. Công nhận cá tê đồng ăn nó đúng dài luôn hả mình không? Chứ Kha khoái ăn cá tê hơn so với ăn cá lóc. Nó thịt sậm quá. Dạ, ngon quá hả? Tính kho ít ít thôi mà ai ngờ đâu quá tời luôn rồi. Chắc là chiều nay là hai chú cháu ăn thêm cử nữa quá. Không nãy mình có lấy thêm tái dưa leo nữa, đọt đầu rồng nữa nè, cải quấn vô đúng cái. Nó ăn thịt cái rại luôn con. Ăn nào ăn được không? Mình nó khoan cà nâu vậy. Nãy mình kêu thấy là bên đây ba tái không đủ chạy qua con hái nữa. Mà báo thấy cà nâu thắt ra với lại kho rồi chứ ngọn ba tái là nhiều rồi, hai anh em là ba tái là nhiều rồi. Cái nữa đó ăn đợi nhé. Có đậu đậu rồng à. Ăn cảm giác rất là ngọt. Đậu rồng. Từ trước giờ bé đâu biết ăn này không? Bữa anh hai anh chỉ à. Có vậy. Anh hai nói ăn cái đậu đậu rồng với cái lá non rất là ngon. Thiệt, ăn cái cảm giác hồi sáng này có cắn ăn thử. Cái cảm giác nó ngọt 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 ngọt. Ngọt. Lá dòng nữa là mình ăn đi rồi xong rồi tôi đi ngủ. Ừ. Không chịu nhịn đói. Thôi chú ăn đi. Rau quế rồi quấn vô cột cái đồng nhúng. Đúng rồi, cái cảm giác đó mà nước mắm á thấm đều hết rồi lấy con rau. Cảm giác nó ngọt. Trên là cơm ra tới đây luôn rồi. Nay hai anh em không có nấu. Nay xin cơm nhà. Để thầy múc cơm cho. Ngon không? Con chịu ăn cơm đó nha. Chịu còn đồ ăn. Có chiều nay hai chú cháu mình nấu chén gạo là ăn đủ rồi. Cái nồi tới giờ còn nóng luôn á nha. Nãy giờ quá là lâu rồi. Giết nhiệt ghê. Ừ, nè xì khối rồi. Sườn nè. Cảm ơn. Cảm ơn rồi ha.
Hai cũng ăn sườn nữa. Thôi cảm ơn con. Mình làm thì mình ăn, không ai ăn đâu. Cảm ơn chị. Cá nè. Hết cho chú Kha nửa khứa. Rồi nãy giờ ăn cá nhiều quá ta. Nè, chú Kha còn khứa nữa, trong đây còn có cái đầu với cái đuôi à. Nãy chú Kha nhớ khứa cũng nhiều, hai chú cháu mình ăn cũng nhiều rồi, cá. Gào nè. Phải kẹp được nguyên khứa cá không kẹp luôn chứ. Cắm cho cắn cho đã. Cái bốc hết xèo xèo luôn. Sườn, sườn cả nhà. Cắn cái suốt. Rồi. Kẹp gân không? Con gặp gân sườn không? Con ăn gân không ăn gân? Con có rồi nè. Thôi hai cuộn nào cũng gân không ơi. Rồi hai cuộn nào cũng gân nhắc nè. Đây nè, có một thịt nè, không có gân. Dứt đi. Nói vậy chứ mình ăn ăn thoải mái đi rồi xong rồi chiều đi tính. Chuyện nước tương. Tưởng nói vậy đi. Chiều mình ăn quá khét. Chiều ăn nước tương. Trời ơi, còn cá tê ở ngoài mương mình còn mình còn gọng ngoài mương nữa. Cá tê chưa bắt được mà tính tới thứ buổi chiều à. Ghê không? Nói mình gọng đi. Thấy gì chưa? Có cầm. Sao không thịt đi ăn cá không ông? Hả? Chưa, thịt tê. Nếu hai bỏ hai quả thịt còn y hình nữa. Có phải là ăn cá. Ba cái thương cá ăn cá giờ phải ăn cá thịt rồi. Ba thương cá mà mới có một cái cục xương heo hơn. Xương heo. Trời, cục này gân không à. Cục gân yếu nó đâu có nữa. Ôi mềm. Mềm lên ơi. Cá nó mềm cũng à. Nghe cái hai cực cực cực. Tưởng đâu cứng kiến. Xương tán nó bị giả còn tưởng đâu cứng mà mềm mèo à. Trời ơi. Ông bò dí con chó. Chạy. Chạy chống càng luôn. Tôi nghe quá vậy. Cho kiểu có làm gì đâu. Bây giờ còn nóng hổi luôn mình. Nâu. Rồi, cá thịt dứt. Rồi, hai hàng công nhân ăn hết luôn, dữ thiệt. Okay. Cái đuôi. Đến giờ bò. Này nó hai mẹ nó gống rồi. Hồi mẹ nó gống không? Ừ. Chơi cục thịt với cục cá. Nó với cục cá nước. Vậy mà nãy sợ hai chú cháu sợ ăn hết nữa. Giờ còn cái đầu lâu không á. Cá nâu. Còn đầu lâu. Cá nâu mà. Rồi dứt cho hết luôn. Đậu bắp nè, con ăn đậu bắp không? Cứ ăn đậu bắp đi. Có đầu lâu còn gì đâu mà. Kệ đi. Mình hẻo cục nào mình hẻo. Rồi xong kết thúc cái nồi. Rồi công nhận. Hai anh em ăn nóng mạnh thì chứ. Nè. Này là con ăn được ngủ được 20 phút. Đó đậu rộng mà. Hả? Đó đậu rộng hay lá rộng? Lá rộng. Đâu ăn. Ừ. Hết luôn nha cả nhà. Còn có cái bộ đầu lòng có cá tê thôi. Rồi xong con no chưa? Rồi. Chứ giờ có đói nữa cũng đâu còn cơm đâu ăn. Rồi thôi, bé với mình tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.